Thưa quý vị, tự truyện của một người giúp việc ở Trung Quốc về cuộc sống khó khăn của mình đang thu hút rất nhiều người đọc ở Trung Quốc và trên thế giới. Trung Quốc có khá nhiều các nhà văn lớn nhưng gần đây cái tác phẩm được săn lùng nhiều nhất là đến từ một tác giả vô danh, một người di cư làm thuê tên là Phạm Vũ Tố. Những bài viết tự thuật của bà đã được nhắc đến ở khắp Trung Quốc và trên thế giới. Sau khi trở thành một hiện tượng văn học chỉ sau một đêm, với cuốn tiểu thuyết tự thuật 100.000 chữ được đăng trên mạng hồi tháng 4, bà Phạm Vũ Tố, một người giúp việc gia đình ở Bắc Kinh đã phải trốn tránh mọi người. Tôi rất sợ hãi. Quá nhiều người muốn nói chuyện với tôi, vì thế tôi phải trốn tránh. Tôi biết tôi là ai, tôi không thể chịu được sự để ý và vinh danh. Là một người mẹ và đã ly hôn, bà chuyển tới Bắc Kinh với hai cô con gái và làm giúp việc gia đình để lại hai con ở trong một căn phòng cho thuê ở một ngôi làng cho người di cư ở ngoại ô Bắc Kinh. Bà viết trong bài tự thuật: Tôi là Phạm Vũ Tố. Rằng bà trông con cho người ta, trong khi hai con gái của bà như những cánh bèo trôi dạt. Câu chuyện về sự đấu tranh của bà cho một cuộc sống mới ở thành phố đã làm lay động trái tim của hàng triệu người Trung Quốc. Tuy nhiên, bà thấy khó khăn khi giải thích lý do cho thành công văn học của mình. Tôi không nghĩ là chuyện hay. Tôi không nghĩ là tôi có tài. Tôi chỉ cảm thấy như đang viết bài luận ở trường sau đó tôi nghĩ những bài luận của tôi giống như những chiếc đinh nhọn vậy. Tài viết lách của bà Phạm Vũ Tố bắt đầu ở một làng quê nghèo miền Trung Trung Quốc, là con út của một gia đình năm con và cũng là đứa con gái khỏe mạnh duy nhất. Bà tìm đến tiểu thuyết và thơ như một sự giải thoát khỏi thực tại. Tôi nhớ thường đọc sách với chị gái và chị họ ở ngoài đồng. Bà chúng tôi tạo thành một nhóm văn chương. Bà bé gái đọc văn trên đồng lúa là một cảnh tượng đầy hạnh phúc Nhưng đó cũng là cảnh mà tôi không bao giờ có thể quay lại nữa Đã có nhiều thay đổi tuy rất nhỏ cho bà Phạm Phụ Tố Sau nhiều thập niên ở Bắc Kinh, bà vẫn tự nhận mình là người ở dưới đáy xã hội Những người con của nông dân ở Trung Quốc, những người di cư làm thuê đều muốn thành công trở về Vì thế có nhiều người xấu hổ phải về nhà khi chưa thành công ở thành phố Nhưng giống như những gì bà viết trong từ truyện bà có sức mạnh và luôn có việc để làm để đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn